Xưa còn đó, nhiều thế kỷ trước, dòng họ chúng tôi đã chọn nơi này là nơi chôn rau cắt rốn, là mái ấm chở che cộng đồng đa dòng họ từ lâu đời đã bám trụ vững vàng trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng, vùng quê văn hiến và văn hóa, nơi đây giữ nhiều kỷ niệm chảy trong dòng sông ký ức. Và đó cũng là mảnh đất đã góp phần hình thành khái niệm thiêng liêng tổ quốc đồng bào. Quê tôi có bóng dáng của bà, lời ru của mẹ, sự tận tụy của cha, nơi bánh đa bánh đúc góp nên nhiều nỗi nhớ. Đó là khoảng trời bảo tồn những giá trị văn hóa của làng, của xã, gắn cùng với câu chuyện đau đáu, mặn ngọt suốt đời. Quê tôi nay khởi sắc, cao tầng xen kẽ khắp nơi nơi, đường đi bóng chày vươn muôn nẻo, ngõ xóm lung linh điện sáng ngời. Cảnh quan đã và đang từng ngày thay ra đổi thịt, nhà kiên cố cao tầng mọc lên san sát. Con đường quê như một sải lụa mềm, hai bên là nhà cao tầng ẩn hiện trong những miệt vườn, càng tạo cho quê hương tràn ngập hương sắc. Quê tôi, miền đất cội nguồn thân thuộc, là những người con của dòng họ gửi gắm lòng thành kính về xứ sở sinh thành, nơi ký thác giá trị vĩnh tồn in bóng bậc tiền nhân của dòng họ về lập làng mở đất, có dấu ấn của tổ tiên, có những trang thơ đất nước lồng quyện thấm đượm ân tình. Từ xa xưa, các dòng họ trong thôn luôn chung sống đoàn kết, ngày càng phát triển đông đúc. Mỗi dòng họ có một bản sắc riêng, với những mỹ tục thuần phong gia thế nổi bật trong các dòng họ ở nơi đây. Sử bản còn ghi cụ tổ của dòng họ đã có mặt trên mảnh đất nơi tụ đức tụ nhân, hội tụ ánh hào quang của lịch sử. Thời nào dòng họ cũng sinh nhân tài hào kiệt, góp phần làm sáng ngời truyền thống dòng họ quê hương. Suốt chiều dài lịch sử đã cần cù trong lao động, dũng cảm trong chiến đấu, góp phần làm nên bao kỳ tích hào hùng, tô thắm thêm trang sử vàng oanh liệt của dòng họ. Trở về quê hương hôm nay, nhìn ngắm cảnh quan thanh bình, ít ai có thể tưởng tượng rằng mảnh đất và con người nơi đây đã phải trải qua hành trình đầy bi tráng, gian nan. Đi qua dòng lịch sử biến thiên,
vẫn lắng đọng mảnh hồn quê, nơi bảo lưu những dấu tích cổ ngàn xưa của dòng họ. Con em của dòng họ luôn cảm thấy mình có lỗi và khát khao mong ước xây dựng được ngôi từ đường mới khang trang uy nghiêm, mới xứng tầm với công lao trời biển của tổ tiên và lịch sử truyền thống của dòng họ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, làm người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Chính vì vậy dòng họ nêu quyết tâm phải xây dựng xong từ đường của dòng họ. Ai cũng biết công đức của tổ tiên có thể sánh với non cao biển rộng, cho dù con cháu có làm được bao nhiêu cũng không thể đáp đền. Và chính nhờ hồng đức của tổ tiên để lại từ bao đời nên con cháu của dòng họ các đời luôn phát triển đoàn kết và lớn mạnh không ngừng và vươn lên trong cuộc sống. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm sông. Cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ, con thả trên đồng. Quê quê hương mỗi người.
quê hương nếu ai không mừng. Sẽ không lớn nổi thành người. Tâm thành
dâng lên. Chim tung cánh nương nhờ có tổ, ngậm trần hoàn trăm họ gian lao nhớ cầu bách điều quý sao. Trăm khe ngàn suối dồn vào một sông, ơn tổ tiên vun trồng công đức tu tinh thần, vằng vặc ngàn thu nhớ cầu âm thủy nguyên. Nhớ câu âm thủy nguyên xưa, ngọt nền mà không gốc cứ đổ vững sao. Ơn tiên tổ vun ni trồng công đức tụ tinh thần, vằng nghề vặc ngàn xưa nhớ ơn bành nghề tổ cao dày. Ơn tiên tổ đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi châm oanh ngày nay nức tiếng thơm danh. Ngày nay dành ơn ai vun sới cho cành nở hoa, đức sáng rọi sơn hà cầm tú mà đức sáng vùng vũ trụ bao la, nhớ nguồn sáng rọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ công cha ai từng. Thuyền cập bến nhờ tay người lái ơn mở đường, dẫn nhìn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày. Nhớ nhờ ơn có tổ mà như cây có cành,
tuy không được trường sinh vĩnh tuế cũng là mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bề dấu. Trăm năm một cuộc bề dấu, tóc xanh rồi cũng bạc màu không xa. Chim không tổ như nhà không mái tựa xa đường, một nì trốn từng phen hỏi rằng người ở cung tiên hay về thoại phủ chơi miền già căn. Cõi u minh hàn lâm xứ sở dọc trần hoan, cơ mộ tu hương u buồn liễu cách dương quan. Đầu tiên giọt nước mưa sương lạnh, dầu muôn đời mưa rừng xa thảo tường quà rừng, mà ưng đào rước lên nay trời tây trúc tòa sen, rừng sim chắc sáng về biên dương gian. Cháu thăm làng xóm cũ mà thăm phố phường, dòng họ gần xa nơi ăn chốn ở trong nhà, suy thời phù hộ thịnh đa mừng vui. Mộng chiêm biết người hiền hiền mà thiết lư nhang, khấn nguyện tại ta có cùng ở tại lòng ta, không mà cũng có ấy là phép thân. Lần tụ tàn nước bể đông, với cạn có ai hay có thì có tự may may, không thì cả thế gian này cũng không. Dẫu bạc chảy tiền dòng rồi cũng hết, thác đi rồi còn biết chi đâu, muốn sang ta phải bắt cầu, muốn ăn quả ngọt bào nhau vun trồng.
nay hóa nhật kỳ công ơn đức tấm lòng thành. Có lễ bạc kính dâng con giải bày mấy khúc ca văn, nguyện xin tiên tổ lai lâm hộ trì. Cây có gốc nở ngành xanh, ngọn nước có nguồn bé cả sông rơi, người ta sinh như trường bời đâu. Okay.
thành trăm triệu thành nữ à, tam tương tam tài ký kiếp tam bài nhậu thường có tam chùa có trời đất à, có ba tam trời đất vân nay tam tài thì tùy thiên tài trí địa thì khi đất trời đất ơi quân hạ hoàng thì bài hạc khi vân nằm có đời hồng mong tài nhanh kiếp thương ba đảng ba nước đã là thành linh nhóm phép tài tài tam nam đảng cả là trời chẳng ai là thọ thật ba là các chính nhỏ sáu yêu đầu nàng khai thờ lập trời nghe thầy học lần thầy thỉnh thời đến thời chiều thời về tam phương tam đại nơi đã có đời ở hiệu đại bàn cư trung đại bàn chất đại hồn đại bát kiện tập ba tháng mười
Thank you.
hiệu tình quân lục ngược hoặc đế thổ thú tình quân lũ thiên tam tai thiên này à. Ở ngay tam tai thiên cổ thiên hình thiên hoạ thiên kiếp tình quân tam tai giờ bà giờ quang giờ hình giờ kiếp tình quân tam tai ước niu mắc áp và khả khả tình quân và an cung dịch mạ đại ai thần quan tạo cung quan hệ đại ai thần quan gần vũ vũ độ đại ai thần quan trần cung tích hệ đại ai thần quan tôn cung cầu ở thiện đại ai thần quan ni cung quan na bằng đại ai thần quan cung cung hồ tam đại ai thần quan đoại cung đà thần quan kim lâu thiện thoại đại ai thần quan vô thượng thập vị nguyện tướng thần quan tâu thư hoa trị đại ao thiếu ao thần nó quần lại các thiểu tra thần quan bảy tổ điêu cách thần quan thiên na điệu vọng thần quan kim liên và hạt nhật kiết tinh quan tam nguyên bộ trung thủy thần kiết tinh tăng các huyền hoàng phi đoàn đang có ra đoàn chúng mình công đức trang hoa thế nhờ ra ngoài ngàn đặc biệt tôi nửa mong dưỡng trật này ăn chơi nhật thật việc là phật chư này vẫn là phật bà tính tương bạch bà tốc này đang hạ thì nhớ tâm nha cũng thế nhà thật nó đình đình con chưa tương tỏ tiền đề con vua đế thích đêm ngày trầu trực ở trung phật bà trung đột vào ra tài năng dũng mãnh ngày sau vẫn lời phật bà trung ở dương cam thạch bàn trung nơi tương thà kỳ ơi có phép thần thông đạo khắp tây đông mà nhân hải vật thầy vâng lời phật nguyện hướng về họ tác quỷ trừ tà cho thầy được phải nghe lời thầy giải hóa tốc như nồi ơi tôi mộ ơi thì nhắn cho được chứng minh chúng ta mang về nhờ Yeah.
Bảo tiên giả thủy phù văn minh ngọc
thập phương tam giác thiên hữu hiện ra ma quang vi nha hải phòng ma thành kiến nạn quan ở trạng minh hoàng cổ thi đua bây giờ số nhà hai năm tiêu đa tư cư hùng quan tá nhân cung tạ thiên đi ở bây giờ tiếp thế an thành nhà thì từ ở đoạn cầu đã động bình an thân nguyên đỏ trừ thì tập đi trụ vô văn toán thế ở thì bùi thị đen ở thành tâm cũng sợ thích ca như này thì đã quan
nhưng mà vì nhập đã tu thiện ở lễ đã vì đại mạng địa vị mạnh đã thiết niệm mở ra mở hội giờ khai quan quan cả vì kinh đã vì mình nhờ thẳng ư vừa cô cư sư anh đang ở cho được ở thảo và vì giờ đã vì cư quyết ở và tự thương để đã vì dùng ở chân này hoàn cất đã ở mình nhờ cùng cư ở cô vì nguyện đã nguyện đã thân ngõ quỷ giờ thì giờ đang đương ngõ chủ động và thủ quả cất nó
thông minh. Trên được từ ta bổ và trên nhĩ vô vàng hiện nay quy nên nhiều vật đang đã nhận nhị hữu đạo phụ nhật ở nay ta nhận cứ vinh đạo thầy giờ và thương trả cảnh nhân đã chiều thế nhà quân triều bây giờ nữa ngay nhà đòi là ta thật là thành phố nhân để trả thiện bình trên nhị đi gần sơ thiện là bạn đã thịnh đợi điện để đọc vào quyền nhà ở ngay nhà bạch mãi thành tâm cũng sở ngọc hoàng đi thượng đi chắc đi hạ đi chắc đi hạ ngũ vương đi đi thủ vương đi bạn nhì yeah.
tinh hiệu quả tại hồ tu thì tại tê tộc cung phương hàng tam cung miễn đi ảnh hồ phi giáo phi công thiên sa tham gia chất tàu cao hiện cho cả nhất tinh nhân và cung phi kính thiên cao cao tặng cao mô quang an tâm quan nhập cao cao tặng tổ nghi thị đạo quả thị trạch cao quả mô cao mô văn quan cao tặng tổ thị giả đạo thị huy nghi đặng thị trinh nghi tặng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đoàn viên đã có ra đường chứng minh cho các bạn thấy nhân này.
tiên kim ngân hương hoa đệ vật nâng lên ở yên vị từ đường kinh điên tiên tổ nội ngoại cung trung nhân thế ở trong tiêu chúa tiêu cung cung bái đệ bốn đệ Bye.
tiêu tan và phải tiêu trừ ba các nhà chiến đấu
vô tài vô đàn vô hạng của anh là trẻ trong bản ta được khỏe mạnh đầu năm chín giữa được năm chín cuối có của anh căn để phúc đâu được đâu em nếu có trách nhận về đâu ngày hôm nay cũng là tiến thế để an cảnh toàn tài từ đường bản xứ sáng tạo các quan bản xứ ngũ phương thổ công long mạnh khí vượng thổ địa trần về đại phương sáng tạo ra tiên thổ cô thổ mạnh chư vị yên vị đô nha độ đồng với tín chủ trở nguyện ý trở cầu cảm tâm chất đời kêu tiếng cân hợp mã nhất đầu hồng nhật nhật trong sáng tạo ngũ phương thổ công chúa đất đó nài bản xứ sáng tạo chúa đất bản xứ chư vị nhất tâm hoan hỷ nhận thấy kim ngân nếu có trạch đạch đập địa về đâu ngày hôm nay cũng là tiến lễ an cảnh thuận tài bản xứ sáng tạo chư vị nhất tâm hoan hỷ nhận thấy kim ngân tờ hồng cánh chớ đạt thất nhất âm nhất trương trong trương gồm chi hóa kim ngân và nếu nhược hà cách trở chất đạch về đâu đã nhâm trương tra cầu âm trương bất minh bất việc bất thiếu bất thừa và tiến sinh nhật về là nam mô di đà phật là nam mô di đà phật rồi tại trong hộ ba thank you.
Cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn bề cả trường bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng quê huệ thịnh vượng thọ trường vương anh, hôm nay nhân tiết ngày lành cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên. Chim tung cánh nương nhờ có tổ, ngậm trần hoàn trăm họ gian lao nhớ câu bách điều quý sao ý nhiên. Trăm khe ngàn suối dồn vào một sông, ơn tổ tiên vun trồng công đức tu tinh thần vằng vặc ngàn thu nhớ câu âm thủy nguyên. Nhớ câu âm thủy nguyên xưa.
các ông, các bà cùng các con cháu trong gia đình sẽ cùng ổn định vào vị trí chỗ ngồi của mình. Và ngay sau đây sẽ cùng đến với chương trình lễ khánh thành nhà thờ của gia đình ông Ngô Văn Tập và bà Vũ Thị Lan được tổ chức trong buổi tối ngày hôm nay. Xin phép được bắt đầu ngay sau đây. Xin được hân hoan và nồng nhiệt chào mừng quý vị đại biểu, khách quý, các cụ, các ông, các bà cùng các con cháu trong gia đình đã về tham dự với chương trình lễ khánh thành nhà thờ của gia đình ông Ngô Văn Tập và bà Vũ Thị Lan được tổ chức trong buổi tối ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, cho phép con mạnh xin phép được thay mặt cho gia đình xin gửi tới toàn thể quý vị cùng các thành viên trong gia đình lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc lễ khánh thành của nhà thờ ngày hôm nay thành công rực rỡ. Kính thưa toàn thể quý vị, nhà thờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh với đa số người dân Việt Nam chúng ta, là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi ngày giỗ, ngày Tết các con cháu hội tụ cùng nhau kính cẩn dâng hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tổ tiên, là nơi các con cháu bày tỏ ước mong, nguyện cầu để tổ tiên phù hộ độ trì, che chở cho các con các cháu muôn đời được hồng ân phúc ấn. Nhà thờ cũng là nơi lưu giữ gia phả, sổ vàng công đức, nơi vinh danh các bậc hiền tài để con cháu học tập và noi theo. Kính thưa quý vị, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, với tấm lòng hiếu kính, tri ân các bậc tổ tiên, hôm nay các con các cháu trong gia đình cùng nhau chung tay góp xây dựng nhà thờ đẹp đẽ và khang trang. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay, ngày 25 tháng 7 năm 2024, tức ngày 20 tháng 6 năm Giáp Thìn, gia đình của ông Ngô Văn Tập và bà Vũ Thị Lan long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ vô cùng trang trọng được diễn ra tại gia đình. Về tham dự với chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và chào đón xiển diện đông đủ của các quý vị đại biểu, khách quý, xiển diện của các cụ, các ông, các bà, các cô dì chú bác cùng toàn thể các con, các cháu trong gia đình, nội ngoại đã trở về đây cùng tham dự một bữa cơm vô cùng thân mật và cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho chương trình lễ khánh thành của nhà thờ được thành công tốt đẹp. Và ngay sau đây, để cùng tưởng nhớ, tri ân các bậc tổ tiên và cầu mong tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình được hồng ân, phúc ấm, bình an và hạnh phúc, thì ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Văn Tập sẽ đại diện cho gia đình sẽ di chuyển vào bên trong nhà thờ để làm lễ dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Phúc hồng ân và phúc ấm thì ngay giờ đây gia đình của ông bà sẽ cùng có mặt tại nhà thờ và cùng làm lễ để dâng hương trân trọng kính mời. Và ngay sau đây sẽ là những lời phát biểu, những lời cảm ơn, những lời tri ân chân thành sâu sắc nhất đến từ đại diện cho gia đình gửi tới tất cả quý vị. Ban tổ chức xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời xiển diện của anh Ngô Văn Toán là con trai của ông Ngô Văn Tập ngày hôm nay sẽ có những lời chia sẻ, những lời phát biểu và những lời cảm ơn gửi tới tất cả quý vị. Trân trọng kính mời. Bà đội ngoại đội bên thầy cũng đến dự buổi chung vui lễ khánh thành nhà thờ của gia đình chúng con. Thì hôm nay thì con là con trai xin cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ cho vợ chồng con và chồng con để xây được cái ngôi nhà từ đường để bao hiếu tổ tiên. Thì chẳng có gì hơn là hơn cảm ơn bố mẹ và các cô dì chú bác cũng động viên
và các thầy cũng động viên để cho con được xây tu viên hoàn tất cái nhà thờ tứ gia tiên để chúng tôi tổ tiên để phát triển lâu đời và con cháu lâu đời về sau ạ. Thì hôm nay cũng là ngày 20, cũng là ngày đẹp, cũng là buổi sáng, cũng là chúng con cũng nên ra tiên các cụ đi nhà mới. Rồi chiều nay thì con cũng là vui chung thân mật, rất là cảm ơn các cụ công, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè thân nhân rất đến để dự bữa cơm buổi chiều nay. Chẳng có gì hơn gì, con xin phép là con xin phép là một con like cho ông bà thì thôi, thì cảm ơn các cụ công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè anh em đến nó bước chân thân mật cùng gia đình. Và cũng là buổi bữa cơm mà cũng là sau đó là con cũng là phê ông Văn đến hát văn để dâng lên gia tiên tiền tổ, thì mong mọi người cũng ngồi dự ăn cơm xong rồi uống nước và ngồi lại dự lại cùng với gia đình chúng con để chúng con hoàn tất. Thì còn chẳng có biết gì hơn là con xin thay mặt bố mẹ con cảm ơn các cụ ông, các cụ bà và cô dì, chú bác, bạn bè người ngoài, anh em, bạn khách mời. Ông chẳng gì hơn là xin cảm ơn tất cả mọi lời ạ. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn với những lời phát biểu, những lời chia sẻ và những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến từ anh Ngô Văn Toán, là con trai của ông Ngô Văn Tập, trong buổi tối ngày hôm nay đã gửi tới tất cả quý vị, các thành viên trong gia đình về tham dự với lễ khánh thành của nhà thờ gia đình chúng ta được thành công tốt đẹp. Và ngay sau đây thì ban tổ chức cũng xin phép được trân trọng tuyên bố chương trình lễ khánh thành nhà thờ của gia đình ông Ngô Văn Tập và bà Vũ Thị Lan. Giờ phút này xin phép chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt của tất cả quý vị sẽ cùng vang lên để cùng chúc mừng cho chương trình lễ khánh thành nhà thờ ngày hôm nay được thành công tốt đẹp và viên mãn ạ. Thay mặt cho gia đình xin được trân trọng cảm ơn một lần nữa tới tất cả quý vị đại biểu, khách quý, các cụ, các ông, các bà, các con cháu nội ngoại trong gia đình ngày hôm nay đã trở về tham dự với một bữa cơm vô cùng thân mật, rất là ý nghĩa, và cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, những bông hoa, những bó hoa, những lãng hoa tươi thắm chúc mừng cùng với những món quà. Và quý vị chúng ta di chuyển vào bên trong nhà thờ cũng đã dâng hương. Chính vì vậy mà ngay bây giờ đây trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ tự nhiên dùng tiệc. Và trân trọng kính mời quý vị sau khi quý vị chúng ta dùng tiệc xong thì gia đình ngày hôm nay cũng đã chuẩn bị một chương trình ca nhạc vô cùng đặc biệt với những tiết mục hát văn đến từ các nghệ nhân trở về từ thành phố Hải Phòng sẽ gửi tới tất cả quý vị sau khi bữa cơm thân mật sắp kết thúc. Chính vì vậy mà trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ tự nhiên dùng tiệc và sẽ ở lại với gia đình chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay để cùng đến với chương trình ca nhạc đặc sắc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị chúng ta sẽ có một tiệc thật là ngon miệng ạ. Chúng ta cùng đến với những tiết mục hát văn đó. Thì ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các nghệ nhân của thành phố Hải Phòng, chúng ta sẽ đứng dậy và chúng ta sẽ cùng đến với nhà thờ của chúng tôi và sẽ dâng hương ạ. Và sau khi dâng hương xong thì các nghệ nhân sẽ bắt đầu biểu diễn với những tiết mục hát văn ạ. Trước xin được trân trọng cảm ơn các nghệ nhân của thành phố Hải Phòng đã dâng hương. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với chương trình ca nhạc đặc sắc đã diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, hát văn là một thể loại hầu đồng hát bóng, một thể loại cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta. Với bản văn Chầu Tổ là một trong những bản văn vô cùng ý nghĩa vào mỗi dịp khánh thành, ngày giỗ hoặc ngày lễ.
tại từ đường của gia đình, dòng họ để cùng nhắc nhở các con, các cháu sẽ luôn luôn ghi nhớ đến ơn đức sinh thành, vun tạo của các bậc tiên tổ. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục hát văn đầu tiên mang tên Hát văn chầu tổ. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức và đón nghe.
sai từng thiên gặp đến nhờ tay người lại cơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày xa
thân. Chắc sụp bao lần tụ tàn nước về đông, với cạn ai hay có thì có tự mày mày. Cảm ơn các nghệ nhân của thành phố Hải Phòng đã gửi tới tất cả quý vị với tiết mục hát văn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình trân trọng kính mời tất cả quý vị, các cụ, các ông, các bà cùng các con, các cháu trong gia đình sẽ cùng đến với tiết mục hát văn bà tổ cô qua phần biểu diễn của các nghệ nhân thành phố Hải Phòng. Xin mời quý vị.
diệu tự tiên dung, tuyệt diệu vô song, tóc dài da trắng lưng hồng, sinh ra hiền ứng lạ lùng anh linh.
trời vắng thăm chốn thiên thai, thăm thầm hồ mai vào ra là thăm thư bài cầm kỳ thi họa cô ghèo người nhân gian. Chương trình Tết Canh Thành của nhà thờ gia đình chúng tôi được thành công tốt đẹp và viên mãn.
Và ngay sau đây xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một bài hát văn tiếp theo. Kính thưa toàn thể quý vị, cô bé Thượng Ngàn là một trong những vị tiên, cô bé vô cùng linh thiêng của đạo Thờ Mẫu. Cô bé Thượng Ngàn là một vị tiên cô ngụ tại tòa Sơn Trang, là người hầu gần của mẫu Thượng Ngàn. Cô rất linh thiêng và thường xuyên phải ngủ đồng. Khi phải ngủ đồng thì cô bé như một vị tiến tới hơn, có của ăn của đẻ và tài sản gia tăng trong cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn. Và ngay bây giờ đây xin được mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục hát văn được mang tên Cô Bé Thượng Ngàn. Hy vọng rằng với tiết mục hát văn này, cô sẽ về ban tài, ban lộc, ban sức khỏe, may mắn cho tất cả chúng ta cũng như cho gia đình của chúng con. Ngay bây giờ xin được mời toàn thể quý vị sẽ cùng quay trở lại với các nghệ nhân của thành phố Hải Phòng với tiết mục hát văn được mang tên Cô Bé Thượng Ngàn. Một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt của tất cả quý vị ạ. Riêng một thú trên ngàn lừng lẫy đỉnh non bồng, một cảnh sơn trang cả
chợ mới nọ niềm cây thì chùa Tam Thánh nhất nhị vào xa đông cuồng bắc bục vào hạ xa người tiên nữ thôi.
Thank you.
pháp văn được mang tên Cô Bé Thượng An cho các nghệ nhân của thành phố Hải Phòng. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, theo quan sát của ban tổ chức thì với những tiết mục hát văn vừa rồi thì toàn thể quý vị ở đây chúng ta rất là chăm chú lắng nghe con hung. Các nghệ nhân của thành phố Hải Phòng chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị với những tiết mục hát văn tiếp theo, đúng không ạ? Và vâng, có nghĩa rằng bây giờ thì xin phép được mời các nghệ nhân sẽ tiếp tục gửi tới toàn thể quý vị bà con với một tiết mục tiếp theo ạ.
sáu nét à. Thank you.
Xin được trân trọng cảm ơn với tiết mục hát văn được mang tên Cô Sáu Lục Cung. Hy vọng rằng với tiết mục hát văn vừa rồi thì cô sẽ về ban tài, ban lộc, ban sức khỏe, may mắn cho tất cả chúng ta. Cảm ơn một lần nữa tới tất cả các nghệ nhân của thành phố Hải Phòng ngày hôm nay đã trở về với gia đình, đã gửi những tiết mục hát văn vô cùng ấn tượng gửi tới tất cả quý vị, cũng như là chúc mừng cho chương trình lễ khánh thành của nhà thờ gia đình chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị thân mến, và một lần nữa thay mặt cho gia đình xin được chân thành cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị, sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, các cô dì chú bác cùng tất cả các thành viên là các con, các cháu trong gia đình nội ngoại ngày hôm nay đã trở về với gia đình và cùng đến với một bữa cơm vô cùng thân mật. Và đặc biệt quý vị, chúng ta cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình chúng tôi, và chương trình lễ khánh thành của nhà thờ của gia đình chúng tôi đã được thành công rất là tốt đẹp rồi. Vậy ngay bây giờ một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng tiếp tục ở lại với gia đình và cùng thưởng thức tiệc trà để gia đình được hân hạnh đón tiếp và cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời.
thương mỗi người.